Con muốn hỏi là một vị trước khi xuất gia, nếu vị đó tự mua y bát và đồ dùng của một vị tỷ kheo với tâm ý là bố thí cho bản thân mình sau này, sau đó vị đó đi xuất gia và thọ dụng những vật đó thì có bị xem là phạm giới không? Phạm giới gì? Quý vị nói thì quý vị phải rõ. Quý vị nói phạm giới thì phạm giới gì? Nhớ dùm sư là một vị khi mà đi xuất gia đó, thời Đức Phật là y bát vị đó phải tự chuẩn bị, phải tìm y bát, chứ còn không có cái chuyện là không có y bát mà được thọ giới đâu. Rất nhiều trường hợp đến xin thọ giới với Đức Thế Tôn, Thế Tôn hỏi có y bát chưa? Chưa có y bát là ngài không có truyền giới nha. Cho nên cái chuyện là vị này tự chuẩn bị y bát thì nó không có gì sai hết trơn ha. Cho nên chuyện nó cũng bình thường thôi. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.